Ban tổ chức chúng tôi xin được nhắc lại là tất cả quý vị khi quay phim chụp ảnh chúng ta vui lòng không sử dụng flash để bảo đảm an toàn các tiết mục biểu diễn quý vị nha. Vẫn còn một số ánh đèn flash ở dưới phía khán giả, chúng ta chú ý lại để bảo đảm an toàn hơn cho quý vị nha.
chúng ta vừa đến với phần lân lân cây của Kim Quốc Long đến từ Châu Thành.